Tới lúc mà chị đi á, chị không nói em biết, mẹ cũng giấu luôn. Mẹ với chị lén em đi, không báo cho em biết, đi tới nơi rồi mới nói em biết. Chị Tư với chị Năm thì làm cho nó, thì chị em vừa chuyển lên tuyến trên đâu có 3-4 ngày là chị mất. Từng 100 ngày của chị vừa xong, khoảng 2-3 tuần sau gì đó là chị hai em mất. Lúc còn nghèo, còn khổ, còn tập trung. Lúc có nhà cao rồi thì nó không có được ở với mình.